Còn một tóc cái cô đó, chị em chị ôm người ta là nhỏ hơn chút, rồi đưa vô cái dụng cụ cắn nó lên cái đầu của trước đó, mình đưa vô là mình lẩy nó ra, có dụng cụ nó lẩy ra, nó còn đó, thấy không? Quá dễ riêng á, riêng là cái nhận nó biết không? Đấy không? Cái này là coi vô một cái cái gì? Là cái đó cái chỗ này nó pha các bộ môn để nhìn. Vị trí 5 giờ. Rồi. Cái này là quá đông. Thường là chỉ định còn 1, còn 2 luôn. Cái này giờ còn luôn 1, còn 2. An toàn nha. Không đau, còn có hiệu quả, dùng điểm giác cao. Thực hiện nhiều lần. Sao được phải làm nhiều lần. Một giờ một tuần hai tuần đó là thành cái hiệu quả nó không có cao, cái này là hiệu quả nó không cao. Mục đích của này là gì? Qua đâu phải nên để làm những cái cuối sơ luôn, làm thành những cái chỗ đó thành cái mô sơ nhé. Tại vì mình thích sơ đó, dùng cố mình thích sơ ở này á, thì qua đâu phải tức là làm cho những cái vị trí của vùng đó bị sơ đi, sơ hóa đi. Phẫu thuật thôi thì phẫu thuật tại sao là một là cắt một b là một gì móc một tràng, một a là móc một môn, móc môn thì có cái điểm đó nhé. Phẫu thuật cái phẫu thuật nó chia làm hai nhóm, nhóm a và nhóm b. A phẫu thuật nhóm a nè, nghe cái này quan trọng nha, đừng ngủ, đây quan trọng nha. Cụ thể thành cái vùng A này á, vùng A là cái vùng máu một môn, vùng B là cái vùng tràng á, người ta sẽ chia làm hai nhóm cái nghiệp, nhóm A và nhóm B. Đối với nhóm A á là vùng máu một môn, là phẫu thuật cắt khoang niêm mạc quai nét và bà tô bé, rồi phẫu thuật mấy cái này là bố không nhớ gì nữa, bố phải đi học cái này chỉ qua cái điều trị thế, nên là bạn không có không biết mà chưa làm nó không biết. Rồi phẫu thuật cắt từ cuối để đi thì có là phương pháp mổ là nghe một cân rồi miệng nói biết miệng nói không biết sách để đi ra ngoài đường luôn biết miệng nói không nó biết hả biết chưa giờ biết rồi đó không mới được phù rồi ra ngoài đường nó biết biết không ai vậy thầy. Ờ, sao tôi nói không hiểu được trường nguyên một trường được chưa? Thầy mới phát hành cuốn sách lên nhà giáo nhân dân gì, thầy quốc nhân dân gì, sự nghiệp trọn đời gì, chứ không có những cái đầu tư tính gì cho vậy. Ờ, có chị không biết. Rồi, tức là các trường quý vị nha, mình chỉ biết tên thôi, là mình biết tên thôi, rồi mình biết tên sơ thôi, đúng không? Tại vì cái này nó liên quan điều trị, ba cấp công điều trị. Nha, tôi đi sáu mà sẽ học điều trị. Rồi, cắt thì tất nhiên, đó, cắt từ mũi thôi, cắt kẹp ra, ta mũi. Cắt cái niêm mạc đó là khâu lại. Có thể khâu cái niêm mạc lại để tránh chảy máu. Đó, cắt dài lên dưới má, cắt dài ra cái gì. Đó, sau đó khâu từ cái đỉnh của niêm mạc ra. Ừ, nhóm B, đó, lông gô, nghe quen không? À, lông gô, hầu như là từ khi ông lông gô này, ông phát triển cái phương pháp mà bỏ lông gô này á, là như là đi nấu ăn, kỹ là bỏ lông gô là cái gì? Lông gô, bỏ lông gô là nó sẽ, người ta sẽ làm có một cái máy để cắt cái khoang niêm mạc của trực tràng
em, cụ chị là nằm ở phía dưới, à, cụ trong lòng hậu môn, qua niêm mạc trực tràng ở phía trên. Mục đích cắt là sao? Cắt qua niêm mạc đó để chi? Mục đích là kéo niêm mạc lên, cắt qua niêm mạc trên, bấm lại cho nó kéo lên, thì sao? Cái búi nhĩ nó được kéo lên trên, và những cái mạch máu mà nó nuôi thì bị cắt ngang lên, thì sao búi nhĩ nó từ từ nó đeo, hiểu không? Đó, mục đích ý tưởng của ông cô là từ đó ra, được chưa? Rồi sau đó thì phát triển lên máy bấm rung cua, bây giờ mổ mặt tiền ha, để chỉnh thực hiện rồi phẫu thuật mặt tay. Nếu mà ta không, nếu mà xài máy thì phẫu rung cua rồi dưới phẫu thuật không che bằng tay thì không có cắt qua niêm mạc, nhưng cũng một cái tương tự là không kéo niêm mạc từ phía dưới lên trên để cho nó cao cái cao ra, hiểu không? Hiểu không? Hy vọng thì rồi còn không còn động mạch tĩnh mạch thì cứ dẫn của đức lên em. Tại sao không còn động mạch tĩnh? Tại để gì? Để tìm cái nguồn máu vô trong búi chị, hiểu không? Tiền hiểu không? À anh đáp liền đó, anh đang nói tôi đáp liền, hiểu không? Dẫn ngủ rồi chị là do gì? Nó suy bình tĩnh đúng chưa? Suy ra tĩnh mạch bây giờ không vô, không đồng tồn động mạch chỉ dưới, tức là sao mạch máu nó tới cung cấp cho cái tĩnh mạch đó nó bị điện, được chưa? Hết máu vô thì nó hết thành ra cái gì, hiểu không? Giống như cái dòng sông mà đất cái đập trên đây là dưới này coi như là khô hạn, biết không? Rồi phẫu thuật lông cơ nè, giảm lưu lượng máu tới muối chỉ nè, treo điện nè, hậu môn lên, ưu điện là trao thời gian làm việc ngắn nè, chi phí cao, chưa đánh giá được hiệu quả, hiệu quả nè, chưa hiệu quả, cái này là bài này đã không được còn đâu rồi, hiệu quả nè, đó, đó cái máy lông cơ từ nhiều thế, giờ đi nha, rồi không theo bàn tay. Hãy ý tưởng của ý tưởng thì tương tự trên hình đó đồ do cái đó đó người ta siêu âm qua đó để đánh giá động mạch nhé, động mạch nó cung cấp cho máu điện chỗ nào có động mạch thì khâu hay đó khâu còn nè, vậy đó bạn chỉ nhớ nguyên tắc là vậy thôi, nhiều khi bạn đâu có hiểu đâu, chứ có làm đâu có hiểu, đặt cái đồ do siêu âm khác thì có động mạch đâu còn đó. Đó, không không đâu bạn ạ, bạn nghe đó, không đó chỉ là điều kiện để cái điện thoại thì không có chỉ là điều kiện phẫu thuật và phẫu thuật trừ khi có biến chứng nhiễm trùng đỡ lại hoặc tắc mạch nha. Rồi điều trị gì đó không có điều trị phẫu thuật nha, chứ còn mà nội khoa thì vẫn có, ví dụ cải thiện thay đổi lối sống nè, hoặc là dùng những cái thuốc và tăng sức đề thành mạch, ví dụ vậy có. Rồi chỉ định trị nội một hai chích sơ làm trong này, làm trong là thắt hoặc là cắt trị, độ ba thì thắt cắt trị, độ bốn là cắt, được chưa? Rồi về học bài này nha. Rồi cái lượng xu hướng điều trị hiện nay bảo tồn tốt đẹp các mẹ và xây dựng chú trị là sao chưa? Bạn có bài này chưa? Có mấy bài này chưa? Ờ thì đó là nên chép ha, tự nên chép. Tè trên máy. Rồi có hỏi gì không? Hỏi gì không? 5 giờ. Hỏi gì không? Chị nào đi? Ngoại sang Nam. Sang Nam. Qua đó hả? Lúc đó đi ra ngoài chưa đi tập ngoài chưa? Đi rồi, chắc đi rồi. Rồi thôi, cái gì mà không kiếm về để dặn đó, muốn đưa tới đời hoặc để đi đi làm hỏi nhé. Rồi nếu nào đi ngoài thì lại thì điều hồn nha. Là chưa? Đi ngoài rồi. Học hành là ngoài ngoài. Chế em theo dõi gì? Hỏi không? Anh ơi, là trị nội rồi. Tỷ rồi
con này là điểm dưới xóm phòng thì em thấy là còn bị điểm nội thì bên trong bên ngoài nó còn cái phòng có gì em mộ nào không có nguy cơ có thể biết chứng được điểm nội bên trong á chỉ nội á nó thường á em thấy hồi nãy thấy dù ba được luôn có dù bị dài nữa em cắt khóa cắt hết thì mới cắt dài nó đi ra ngoài dù khi tất nhiên nguyên tắc là mình phải chừa là được nhưng mà khi nó khó nó phức tạp mình không chú ý là người đó hoặc là những người nào là yếu là không để ý được vô khi mình kém cắt nhô nó hiểu không biết chứ là có thể có được chưa nhưng mà nguyên tắc mổ là phải chừa nó lại được không gì đó phải chưa ta nhìn mấy đứa có đứa nhìn đứa quen quen không không quen không quen không thôi rồi chuẩn bị từ đấy là chết đây là đâu đó hay là cái gì lấy cái đứa đó chưa dập cái đầu rồi luôn tay có ai là nhà chưa lấy đầu nào ai từ tay hoặc là khi vô chưa lấy đầu nào kẹo nó vô tay kìa đúng không? Thi hả? Thi vô hả? Cái gì? Hả? 8 hả? 8 rưỡi hả? 10 à, em nhớ đâu cho đứa nào 8 nữa đó. Ra 50 không? Cho đứa nào 8 nữa nó dở lắm á. Dở lắm á, cho 8 lại cho tính 10 mà. Thời tiết của ông Huyền Anh. Rồi thôi. Điều này.